chúc mừng khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc. Xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại siêu thị Sơn Bảo Mắc. Chương trình khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc tại địa chỉ số 79 thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội được diễn ra vào thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 với rất nhiều ưu đãi lớn. Siêu thị Sơn Bảo Mắc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá siêu khuyến mại từ các mặt hàng truyền thống trong nước như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, sữa, nước giải khát, hóa mỹ phẩm đến các loại hàng hóa nhập khẩu như rượu bia nhập khẩu, hoa quả nhập khẩu, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, hàng hóa đa dạng phong phú với chất lượng tốt nhất, chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách thỏa sức lựa chọn cùng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của quý khách. Để mừng khai trương siêu thị Sơn Bảo Bắc vào thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022, chúng tôi triển khai chương trình giảm giá siêu hấp dẫn cho khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị như sau. Với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được giảm 3% trên tổng hóa đơn, giảm 5% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng và giảm 7% cho hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên. Đây chính là cơ hội duy nhất có 102 để quý vị được tư vấn trực tiếp tại cửa hàng, được hưởng những chương trình ưu đãi giảm giá với giá sốc nhiều ngành hàng mà không ở đâu có được. Chương trình khuyến mại ngày khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc sẽ diễn ra từ ngày thứ năm, 12 tháng 5 năm 2022. Hãy nhanh chân đến với siêu thị Sơn Bảo Mắc của chúng tôi tại địa chỉ số 79 thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất. Sơn Bảo Mắc, nơi an tâm mua sắm cho mọi gia đình. Mừng khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc. Xin kính gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại siêu thị Sơn Bảo Mắc. Chương trình khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc tại địa chỉ số 79 thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội được diễn ra vào thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 với rất nhiều ưu đãi lớn. Siêu thị Sơn Bảo Mắc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá siêu khuyến mại từ các mặt hàng truyền thống trong nước như hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, hàng thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, sữa, nước giải khát, hóa mỹ phẩm đến các loại hàng hóa nhập khẩu như rượu bia nhập khẩu, hoa quả nhập khẩu, đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, hàng hóa đa dạng phong phú với chất lượng tốt nhất, chính hãng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giúp quý khách thỏa sức lựa chọn cùng đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng của quý khách. Để mừng khai trương siêu thị Sơn Bảo Bắc vào thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022, chúng tôi triển khai chương trình giảm giá siêu hấp dẫn cho khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị như sau. Với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được giảm 3% trên tổng hóa đơn, giảm 5% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng và giảm 7% cho hóa đơn từ 2 triệu đồng trở lên. Đây chính là cơ hội duy nhất có 102 để quý vị được tư vấn trực tiếp tại cửa hàng, được hưởng những chương trình ưu đãi giảm giá với giá sốc nhiều ngành hàng mà không ở đâu có được. Chương trình khuyến mại ngày khai trương siêu thị Sơn Bảo Mắc sẽ diễn ra từ ngày thứ năm, 12 tháng 5 năm 2022. Hãy nhanh chân đến với siêu thị Sơn Bảo Mắc của chúng tôi tại địa chỉ số 79 thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất. Sơn Bảo Mắc, nơi an tâm mua sắm cho mọi gia đình.